Đây là hào nước xung quanh của đền Angkor Wat. Và đây là hình ảnh cây cầu phao để đưa du khách qua tạm thời trong 5 năm trong quá trình để UNESCO cùng với lại các đơn vị nước bạn hỗ trợ tài trợ cho đất nước bạn Campuchia trùng tu lại con đường chính đi vào đền. Con đường chính đi vào đền nằm phía bên kia quý vị nhé.